Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số điểm mới trong công tác xét tuyển năm nay và ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xung quanh việc hoàn thiện quy trình xét tuyển cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thời gian xét tuyển năm nay sẽ rút ngắn xuống còn 12 ngày. Mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển vào tối đa 2 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành đào tạo. Trong các đợt xét tuyển tiếp sau, thời gian mỗi đợt là 10 ngày, mỗi thí sinh đăng ký vào tối đa 3 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành đào tạo. Đặc biệt đáng chú ý là trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển của mình. Năm nay chúng ta quy định các em nộp được 2 trường và mỗi trường 2 nguyện vọng, mà có nghĩa là các em có thể là chọn nguyện vọng thích ở 2 trường khác nhau, ở các cái tốt nó khác nhau. Vậy vậy nếu mà em đầu tiên chọn cái tốt thứ nhất mà khả năng không trúng thì có thể là trúng ở tốt thứ hai, nhưng mà cái ngành đầu tiên, cái ngành nguyện vọng 1 của em yêu thích hơn, có nghĩa là định hướng ưu tiên theo cái định hướng nghề nghiệp cái yêu thích các em hơn là cái việc là các em cố cho nó đậu vào một cái trường đại học nào. Thì chúng ta đã năm nay chúng ta điều chỉnh như vậy. Tất nhiên là khi mà không cho thí sinh rút một hồ sơ thì nó có thể là hạn chế phần nào cái nguyện vọng, cái ý muốn các em vào học đại học. Thế nhưng mà năm nay các em đã có được cái tham khảo của cái năm vừa rồi. Ví dụ như em biết trường hợp kinh tế quốc dân là cỡ bao nhiêu điểm, bách khoa bao nhiêu điểm và ngoại thương bao nhiêu điểm, các em đã biết cái trình độ đó rồi. Thì với kết quả của các em thì các em có thể là định hình được mình học ở trường nào nó hợp lý hơn. Nếu như Thứ trưởng nói rằng là chúng ta muốn tạo điều kiện cho các em thí sinh, các em có thể chọn được những ngành học yêu thích, thì tại sao chúng ta không cho các em thí sinh lựa chọn nhiều cái nguyện vọng hơn, và mỗi trường thì có thể chỉ cần một cái ngành đào tạo thôi, và như vậy các em sẽ có thể chọn được cả trường tốt cao, tốt trung và tốt dưới. Các em sẽ có cơ hội đỗ cao hơn vào chính những ngành mà mình muốn. Đúng vậy, nếu mà chúng ta cho thí sinh chọn nhiều trường thì cái khả năng mà các em trúng tuyển vào cái ngành yêu thích nó sẽ cao hơn. Thế nhưng mà cũng phải nghĩ một điều, tức là phải đảm bảo quyền lợi thí sinh nhưng mà cũng không gây quá phức tạp cho cái việc tuyển sinh của các nhà trường. Để chúng ta tưởng tượng là các em nộp rất nhiều cái 4-5 nguyện vọng như vậy, thì các em một em thì trúng 4-5 trường. Như vậy thì là nó gây khó khăn cho các trường thí sinh đã đành rồi, nhưng nó cũng gây là thiệt thòi với những thí sinh khác. Ví dụ như các em, một em trúng tuyển, những em, ba em còn lại có thể trúng tuyển, còn cái này một em có thể trúng 4-5 chỗ rồi, cho những em khác không trúng tuyển vào, thì mất cơ hội với các em. Vâng, thưa Thứ trưởng, tôi hiểu rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã bàn bạc rất là nhiều với các trường để tìm ra một cái giải pháp có thể nói là hợp lý nhất trong cái thời điểm này. Tuy nhiên, có lẽ đây chưa phải là giải pháp tối ưu, mà điều mà chúng ta có thể làm hơn nữa là để cho các trường được có cái quyền tự chủ tuyển sinh, và như vậy các trường có thể tuyển sinh nhiều lần trong một năm chẳng hạn, và các em thí sinh cũng có nhiều cơ hội đỗ hơn. Rồi chúng ta có thể ứng dụng triệt để hơn cái phần mềm tuyển sinh, và từ đó sẽ giảm bớt đi những cái quy trình mang tính chất thủ công. Thứ trưởng nghĩ thế nào về điều này? Chúng ta đã đưa ra một phương án là cái xét tuyển chung trong cả nước, tất cả các trường anh đăng ký vào xét tuyển chung, một cái hệ thống phần mềm chung, cơ sở dữ liệu chung. Vì vậy thì cho thí sinh đăng ký thoải mái trường nào cũng được, đăng ký cả 10, 20 nguyện vọng thì cũng được. Bộ đã đưa ra phương án ấy, FPT cũng làm cái phần mềm giới thiệu cho Viettel, phần mềm Đại học Thăng Long, phần mềm và phần mềm nói chung là có thể xử lý vấn đề này. Nhưng mà khi đưa ra thảo luận các trường thì các trường không đồng ý như vậy. Đấy. Bởi vì như vậy đã ảnh hưởng đến cái tự chủ của các trường. Bởi vì các trường không phải là tuyển một cách máy móc là coi như anh tới cái chỉ tiêu đã là anh cắt được. Đấy. Mà các trường còn phải săn chiêu giữa ngành này với ngành kia. Ví dụ ngành này dư một chút, ngành kia thấp một chút, bù qua trở lại chẳng hạn như thế. Hoặc là họ có thể phán đoán là thí sinh đăng ký ngành này nó nhiều như thế, chưa chắc là học vào ngành này và họ bỏ đi, chứ họ phải gọi cao hơn. Tất cả ngày đấy thì từng trường mới làm được, cái hệ thống chung không làm được. Trong cái điều kiện hiện nay, rõ ràng có thể thấy rằng là khi mà thay đổi một điều gì thì cũng vướng hết về chuyện này đến chuyện khác. Nếu để Thứ trưởng được nói lên một cái phương thức nào đó mà có thể gọi là phương thức tuyển sinh ở trong mơ đối với cả bậc đại học, thì Thứ trưởng nghĩ rằng đâu sẽ là cái phương thức mà ông nghĩ đến, và liệu mất bao nhiêu thời gian thì chúng ta có thể đạt được đến cái phương thức tuyển sinh đó? Thực tế cho thấy rằng là trong cái thời gian qua chung cũng như cái năm 2015, nhất là 2015 thể hiện rất là rõ là khi những cái trường mà cái tính cạnh tranh cao của cả nước ta thì cái khoảng là 40-50 trường thôi, và số lượng thí sinh là chưa tới 100.000, tức là khoảng 60-70.000. Đấy, những cái trường đấy là có tính cạnh tranh rất là cao, thí sinh nào cũng muốn nộp hồ sơ vào đấy để mà học.
rồi rút nộp hồ sơ và rồi lộn xộn cũng chỉ xảy ra ở nghề thôi. Còn nhiều trường khác thì rõ ràng là rất cần thí sinh tới cũng không có đủ thí sinh. Đấy. Và như vậy thì rõ ràng chúng ta nếu mà tổ chức thi ấy, thì cũng chỉ cho những cái trường hơn 300 cái trường còn lại. Đấy. Cho nên cái vấn đề ở đây tức là nếu mà chúng ta tổ chức thi ra tốt ấy, thì 50-60 cái trường tốt trên này nên là phối hợp với nhau để tổ chức thi cho những trường này thôi. Còn những trường khác thì là dựa trên kết quả học tập phổ thông. Nếu cần thì chúng ta dựa vào kết quả thi của cái nhóm trường đó. Hoặc giả là anh tổ chức kiểm tra thêm gì đấy để đánh giá thêm cái năng lực học sinh thôi. Vì vậy thì kỳ thi nó sẽ rất là gọn nhẹ và nó không gây rất khó khăn như thế này. Vậy thì điều gì gây khó khăn hay là cản trở cho cái việc mà thực hiện những cái ý tưởng như vậy ạ? Các trường hiện nay là nói chung là các trường về cái chưa thật mặn mà về cái chuyện lập một cái nhóm như vậy. Và các trường vẫn muốn là coi như là vẫn làm tự chủ theo cái hiểu theo nghĩa tức là tự chủ tức là riêng của mình thôi. Không muốn là gia nhập trong một cái cộng đồng chung. Nhưng mà cái tư tưởng này phải cần được thay đổi. Bởi vì trong cái bối cảnh chúng ta đổi mới giáo dục đào tạo như hiện nay á, từng trường một chúng ta không làm được cái gì lớn và chúng ta cần cái sự phối hợp chặt chẽ với nhau, nhất là trong công tác tuyển sinh này. Xin cảm ơn Thứ trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn của Ban Thời sự Đài Truyền Việt Nam.